nè, cái đầu bể phía này nè. Như vậy thì bác sĩ mà khám tử thi á, là chôn đó là mới lạ lùng một cái đó, là nó báo mộng mà anh không tin, không lên nó cho hai trước mà nó ngộ lắm. Cái làm như cái giường này, trường hợp này mình không hiểu được tại sao mà có mấy ngày mà nó chuyển kiếp được đó, nó cho hay mà. Thì vậy đó con, chị chuyển kiếp nhà chỗ nào nào đó, con bây giờ là con là anh mà con Phượng là em gì đó, mày hai đứa trên đầu mà thằng này thì nó bể đầu hôm nay thì bác sĩ nó khám tử thi rồi thì nó lạ lùng một cái đó. Ngon kia thì nó xiết cái này nó có lần đây. Thì khi chết thì bác sĩ kiểm xong rồi, tới chừng nào mà sanh hai đứa đó là nó sanh khó. Thành ra ở đó mới chuyển chi tôn, mà chi tôn ông này cũng làm bác sĩ đó nữa. Ngay ông cũng sanh luôn. Ông nói lạ lùng vậy, tại sao mà hai đứa này sanh ra, đứa này sanh ra tới đứa kia trong hịch cái hai đứa mà nhảy núi vậy? Vì hiện tượng đó cái dấu thẹo nó bên đây là có thẹo răng luôn. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý vị, bây giờ là đoàn của Châu Phú đã đi vào trong nhà chú Năm Thiếm Năm mọi vị. Và hôm nay Châu Phú sẽ nhờ chú Năm Thiếm Năm kể lại cái câu chuyện là cái lúc mà con gái của mình mất rồi, và con gái lại trở về độ cha mẹ, cả dòng họ, cả gia đình. Bây giờ hiện giờ chú Năm còn một người con gái Úc, và bây giờ cũng nguyện tu để giải thoát luôn. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, mời quý vị đồng nghe nha. Dạ, dạ thì thưa chú Năm, thưa Thím Năm, hôm nay thì đoàn của chúng con đó là thứ nhất là má Mi ở bên Mỹ về, thứ hai là má Sáu, thứ ba là mẹ của anh Lành, chị Ngọc ở Sài Gòn, và chị Vi, anh Lành cũng ở bên Mỹ về. Thì bây giờ là đi đến đây là muốn nghe những cái câu chuyện Phật Pháp nhiệm màu, và cái câu chuyện vì sao mà con gái của chú Năm Thím Năm mắt đó, mà vì sao mà chú lại quyết định đi đến qua bên anh Xui, chị Xui và chàng rể xin nhờ ký một cái đơn mà để mà khiếu nại cho anh đó không bị ở tù, không bồi thường bãi nại đó. Thì con nhờ chú Năm và Thím Năm chia sẻ nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Chú kể trước, cái sự nhiệm màu là tới Năm kể. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính đức thầy và kính thưa toàn cả quý vị hiện có mặt kính mến trong cái gia đình. Đây là một cái duyên lành để gặp lại. Mà thú thật quý vị thì có nhiều cái vấn đề mà cái đời sống của tôi đó, nếu kể là nhiều việc lắm, nó dẫn đến hôm nay mà tôi được gần Phật Pháp. Hồi trước á thì tánh tôi là gắt gỏng, hết sức là khó khăn. Ở đây ở đầu ở đây xóm này giờ gọi Năm Nhân, đặt tên Năm Nhân, nó quý vị là biết cái danh Năm Nhân. Mà sau khi tôi giác ngộ tu rồi đó thì nó có nhiều cái sự mà chuyển biến dần dần, rồi tôi tập sống là nói tóm lại thì nó, nếu mà nó vòng vo nó nhiều lắm. Những cái việc mà tôi là hành đạo nó quan trọng ở hành đạo. Nó thật quý vị, văn tự thì tôi không có thuộc, tôi học tôi quên hoài. Nhưng mà nhờ đó học hiểu, mà hiểu thì hành. Đi ngay vào cái sự mà thực hành trong hàng ngày, có nghĩa là ứng dụng trong đời thường. Nhờ vậy mà trở về tâm không có gì. Để cái tướng tôi đi ra ngoài thì người ta không biết. Hồi tôi còn làm kinh doanh tôi đã giác ngộ. Mà khi giác ngộ mà nên cái tâm tôi lúc nào cũng khởi từ việc những việc nào cũng ứng dụng trong cái Phật Pháp. Nên có nhiều cái sự mà nó nhiều chứ không phải ít, nhiều việc lắm, gia chạm gì, tiền bạc gì, danh gì, lợi gì, tình đủ thứ, tôi đều vượt qua hết. Đôi khi đến khi mà nhiều người thân còn phản ứng tôi nữa. Tới cái nhẫn, tôi hành cái nhẫn là coi như bao nhiêu người mà là không đồng tình. Bị gì tôi nhẫn đến mức là coi như người chửi tôi biết bao nhiêu người, mà ngộ hành càng cao thì thử càng cao. Mà đến bây giờ nó thật quý vị là mừng, là nó dường như nó vượt qua trơn lần lần rồi, những cái đó không còn nữa. Rồi tiền bạc tôi làm kinh doanh đó, có gì biết là tiền tỷ tỷ ra mà tôi không bao giờ đụng dính tiền, nhưng mà không kẹt tiền, sử dụng tiền nhưng mà không lệ thuộc cái tiền. Ở trong danh không lợi thiệt của danh, trong tình không dính kẹt gì tình. Nó qua nhiều cái thử thách gian nan mà mình vượt qua được. Rồi đến khi thí dụ như trường hợp những con gái đó, quý vị thấy bị gì đụng cảnh, nhiều cái cảnh mà
là coi như là nhiều cái dân trong cộng đồng mạng rất là bức xúc, rất là nhiều người tìm tôi mà hỏi tôi, bởi vì cái việc đó nó khó mà làm, không phải dễ. Nó cũng như thí dụ đứa con gái chết á, mà cách đây hơn 7 năm, nhưng khi mà nó bị ngày mùng 2 đó là ngày Tết á, nó đi bán, hôm nay tôi cũng tiếp nó buôn bán, rồi nó sống ở trong chợ nhỏ này cách đây là khoảng 2 cây số. Như vậy thì buổi chiều đó, quý vị ơi, chiều về ăn cơm, tụi nghiệp con, tôi nhớ con tôi đang đói đó quý vị. Mà miễn gì mình xét lại đó, gia đình tu mà con tôi nhỏ này nó có cái tâm chai hồi khi mới sanh, là lớn lên không bao giờ ăn mặn, nên nó thân thì gầy ốm, rồi bên nội bên ngoại ai cũng nói tại bà này ép. Thật sự không phải, tại nó thích ăn. Thế rồi bị giết, rồi cuối cùng lại đó, bà này là cũng nghe nhiều người chỉ á, thôi bây giờ tập nó, có nghĩa là để đồ mặn ở dưới đó quý vị, để đồ chai ở trên cho nó ăn, rồi nó quen cái mùi, cũng như là tập nó gì đó. Nhưng mà cuối cùng quý vị ơi, tôi nhớ lần đó tôi không cho bà này làm nữa. Nó múc ăn, nó đang nó đụng tới thịt cá rồi nó xô cho quý vị, xô ra từng chỗ không ăn. Khóc, tôi nói thôi, đừng ép, tội lắm. Nước xíu hà, nó quý vị ơi, rồi lớn lên rồi tôi anh có chồng, chị sanh được một đứa con, ai cơ mới 32 tuổi hà, mà nó rất là hiếu con tôi, từ lớn nhỏ có hiếu lắm. Bị gì tôi tập sống theo cái đạo quý vị, đứa nào gì tôi tập bố thí quý vị. Thí dụ như ai xin tiền thì tôi không cho, nhưng mà tôi tập con tôi cầm tiền cho, đưa tiền cho nó tiếp xúc với cái trần cảnh, tiếp xúc với nó đặng nó khởi cái tâm quý vị, tập từ cho cái tâm nó khởi dần dần. Nên tôi làm việc bây giờ gì tới cái vận động tiền gì đấy, tôi vận động thì chảy tâm không à, có nghĩa là vận động tiền thì nghèo giàu tôi đều đến hết. Người nghèo thì tôi khuyên khởi cái tâm, yêu cầu khởi cái tâm, có ít cho ít, có nhiều cho nhiều, khởi cái tâm lên, dụng tâm đó quý vị, tôi dụng lòng không à, quý nhất là tấm lòng, cho người ta có một cái khai được, mở được cái tâm lành. Thế thì trở về vấn đề cái vụ con tôi đó, như vậy thì mình xét lại cái 32 năm trở ngược thì nó dị rồi, thì nên khi mà chở xác con tôi về từ Sài Gòn về, nên quý vị bảy người ở ngoài đó bắt đầu có là đi xe 7 chỗ vô theo luôn quý vị, bởi vì nó làm thiện lắm, nó cũng giao nhân viên lắm. Như vậy thì tới nhà trống rồi thì tôi mới tôi làm nhanh gấp, bị gì dòng họ đông ngoài này đi vô, thì tranh thủ thời gian thì trước hết rồi tôi gặp ông Xui trước, nó trình bày ông Xui là coi như là cái tình nghĩa Xui gia, thì tôi mong rằng trước sau như một, cái nghĩa là tôi là muốn nhắc nhở anh Xui là đừng có thay đổi đâu, bởi vì hôm nay con tôi có duyên phần đến đây hết, là xét ra thì con tôi nó cũng có cái trường trai giữ giới, mà từ nhỏ nó có duyên vậy đó, thì tôi xin một điều mà tùy anh chị dàn rể quyết định, bởi vì mình gả con là tất nhiên là quyền bên chồng. Rồi anh hỏi vậy chứ sao anh, tôi nói thì tôi xin anh một điều là xin bại nạn, có nghĩa là nó chết rồi, thì nó lỡ nó chết rồi thì bây giờ mình lấy cái an lạc, nên tìm cái an lạc, chứ tất cả là tôi cũng tìm an lạc không à, từ việc gì cũng trở về cái an lạc, muốn làm sao nó không có cái gì phiền toái ai hết. Nên tôi hỏi anh thì anh nói anh tính sao cũng được anh Xui, tôi mừng lắm, nghe anh nói là chấp nhận mừng. Rồi hỏi chị sao Xui, sao chị cũng đồng ý luôn. Rồi tới tôi nói tới dễ thảo con, thì vậy con tính sao con, thì đồng ý luôn, mừng lắm. Tôi kêu con á là đem giấy viết ra con, tôi viết nhanh được quý vị, viết nhanh đó là để cho gấp, xong rồi tôi ký tên ảnh chí kỹ, chỉ ký tới thì để ký, tôi mừng lắm, xong nhiệm vụ rồi. Nên bảy người mà bắt đầu hỏi thăm đó, hỏi thăm đường tới, nên đêm đó tới sáng sau khi chôn con tôi rồi đó, thì bảy vị trí thức không quý vị là mới họp lại bằng tròn vấn tôi, hỏi tôi vậy chứ chúng tôi đi nhiều đám mà chưa thấy ai như ông hết, tôi tưởng đâu mình làm sai không à. Hỏi có gì không quý vị, thì chúng tôi thấy ông dường như không có gì thay đổi, mà thật sự gì khó lắm à, giữ cái tâm mà bất động không phải đơn giản, tôi tập dữ lắm trong bây giờ,
nó thật á. Nói về cái thiết tụ không thông, nhưng mà cái tâm luyện tâm tối đa luôn, hằng phút hằng giây. Nên trong cái động mà ta vẫn khó lo cho không bao giờ. Đôi khi nhiều người gặp gỡ rồi đôi khi không hiểu tôi ra, không gần gũi tôi thì không tin. Nhiều khi có người nạt giải tôi luôn, nạt luôn, không đồng tình. Tôi mình biết bị gì ta chưa hiểu. Đó. Như vậy thì tới xong rồi tôi mới hỏi ngược lại quý vị à. À tôi biết rồi, tôi hiểu ý rồi. Một sự việc xảy ra mà hai lý giải, quý vị giúp giùm tôi coi. Một là lấy cái có là chuyện thường tình, là có giận, có hờn, có thường, có bầu là những cái có, nhiều cái có, nó tóm lại gì thôi. Còn lấy cái không thì không giận, không hờn, không quan trách. Đâu quý vị chọn dùm tôi một điều thì quý vị biết rồi. Thì cái vụ đó đó mà tới bà Tổng Bí thư Nguyễn Linh đó quý vị, có gửi quà gì cho con tôi, điện vào hỏi thăm. Bởi vì việc làm này bà nói tôi là già, tôi không đi cũng được. Nhưng mà nghe cái tình huống này xúc động, là chỉ người tu mới làm được. Khó lắm vậy à. Mà không phải việc đó đâu, nó nhiều sự việc nữa. Như hỏi mấy cháu đụng tôi đó, đụng tới anh, đập đầu đằng này kế bên. Người ở sớm thì là hỏi thăm hoài, tới giờ hỏi thăm. Tức tôi tại sao mà đụng vậy mà không có cái gì phản ứng hết. Khó lắm cái gì à. Trong cái động không đó, mà tôi vẫn bình thường. Khó lắm mà, chứ dễ đâu. Bởi vì đụng tôi vừa cái chú khó năng á, la lên trời ơi chết ông già, bị tập thể dục ra sáng rồi, gần sáng rồi, ai còn có dòng nữa không quý vị, tới cái viên tới. Đụng tôi đập đầu, đụng sao đụng tới, đập nhờ cái đập xéo vô hơi trong đi sắt lề. Thành ra cái chỗ đó dựng mấy băng, nó trồng ba cái cỏ, ba bông mì giờ đó, dạng lớp bây giờ còn rồi, dạng lớp. Nhờ vậy mà đập đầu vừa bám, cái chịch ra ngoài, hai tấc là chết rồi, đập đầu chết. Bị ở sao có đập gì này? Nặng lắm, bất tỉnh luôn á. Chừng tôi ngóc lên được, cái cháu nó chạy lại, cái tôi phản ứng là gì, nhìn lại giống con mình, ngộ lắm. Tôi lanh la tập tấm gì đó, thấy cái nói chàng ơi, cháu chở cái gì mà đụng nặng dữ, cháu. Anh tôi ơi, con chở đồ rễ ông ơi, mà tránh việc kia đụng không quá nặng rồi, ông có sao không? Thương liền, thấy thương, xúc động thương ngộ. Trong cái thể hiện trong bốn đức lúc nào cũng hiện. Khó lắm mà gì à, thì luôn liền thấy thù nghiệp liền á. Cái tôi nói tội ơi, thôi cháu, chạy lẹ đi cháu. Tôi sợ chút rồi con cháu tôi lợi nhiều khi nó không chịu. Nó vậy đó, cũng như con tôi chết chồng á, tôi sợ vậy đó. Mình sợ mình là được rồi, nhưng mà người thân mình không chịu. Nên gấp là chỗ đó đó. Thôi chạy lẹ đi cháu. Cái nó thù nghiệp nó nói, mà ông có sao không ông? Chắc không sao cháu. Bị gì cái đầu mà đập vô trong cỏ, tất nhiên là cũng như nằm trên thảm chứ không sao, không đến nỗi. Còn cái tay này là rách áo chung gì, áo rách tan bang chân sưng lên thịt rồi, đau biết đau rồi. Tôi nói còn cái tay chắc dài bữa hết chứ không sao chứ, cháu đi đi. Cái đó tức nói trời ơi, mà ông có sao không biết đi hoài vậy. Tôi nói đi đi cháu, tôi xuống đi đi. Tính đi mà nó không đành cái gì. Nên thành ra ở sớm nhiều người có cái chỗ mà muốn dẫn tôi như này đó nè, khó lắm vậy ơi. Vì cái bà con ta chưa hiểu đâu. Bởi cái hành đạo nó quan trọng ở cái chỗ hành đi. Nhiều sự việc lắm đó. Nếu nói đây cộng đồng ở đây là ta biết, tôi không dám nói chứ đụng chạm tiền bạc, nói gì hàng trăm triệu rất nhiều luôn. Nhiều người là không trả tôi, hoặc là nhiều cái sự việc nữa. Đến độ mà con tôi nó thấy tôi cỡ đó, nó sợ bể nợ. Vì kinh doanh mà làm cái đó. Đối với người dùng cho tiền làm như coi như không có gì hết. Bởi vì ông dâu tôi đang nghĩ hoài, ông ba thôi ông lớn tuổi, ông nghĩ để tôi con làm. Thành ra tôi suy nghĩ, tôi tính thu gom gọn lại hết nặng, mà trả nợ nần cho công ty dứt điểm rồi nặng mình nghỉ. Rồi tôi nói thôi con để thâu xếp nặng, mà cha nghỉ, nó không chịu. Bị gì nó học cái ngành kỹ sư nông nghiệp, bây giờ nó là tính tôi là trí á. Thành ra nó không đồng ý thì mình xét lại con mình nó còn ở đời. Thì nó không thể như mình được, mình khép vô khuôn khổ mình đâu được quý vị. Thôi giờ tạm thời cho con, nên hiện giờ quý vị hay thấy tôi ở đây vậy chứ, như gia cảnh thế này. Nên tôi hành đạo trong thời gian đó, nhiều người đánh giá tôi lắm, cười ngạo tôi lắm. Bởi vì thấy cái tướng đời, gia cảnh là đời, nhưng thật chất tâm tôi, tâm đạo người ta không biết. Bởi vì nó ẩn tàng trong tâm mình, chỉ mình biết mình thôi chứ ai biết. Đến khi mà phát hiện nên những sự việc mà tôi vẫn làm được hết.
những việc mà có thể là khó ai làm được. Nói thật quý vị á, nên từ đó lần lần vào cái giai đoạn chữ nhẫn tôi lan rộng ra. Rồi đến đổi mà nói thật quý vị á, tới con vật mà dẫn tôi liên tục. Tới con vật nhiều vật dẫn luôn. Rồi gần đây tới âm mà biết nhiêu cái âm mà mượn tôi quy quý vị. Là nhờ đâu? Là nhờ tôi trở về cái bình đẳng tâm. Sống trong cái an lạc, tâm bất động. Là nhìn ai cũng vui hết. Tôi nhìn ai cũng quý hết. Hồi ngày xưa tôi nhìn người nhìn bằng cái gì quý vị? Nói thật quý vị, hồi đó tôi nhìn người là nhìn bằng cách tìm cái lỗi người không à. Nên khởi là khổ, thấy là khổ, nghe là khổ. Tất cả trong sáu căn nó dính sáu trần nó đều dính khổ lắm. Mà khi ta hàng phục được rồi nó trở về cái an lạc liền. Tốt nghĩa là trong sáu căn nó không dính sáu trần. Nó thì dài dòng mình đơn giản quý vị. Với một căn thôi, chỉ vô mắt đi. Thấy vẫn thấy chứ không phải là không thấy. Nghe vẫn nghe chứ không phải không nghe. Nhưng mà giống như không thấy không nghe vậy. Bởi vì thấy mà nó không bị dính của thấy, không lệ thuộc của thấy. Nghe cũng vậy, và các căn kia cũng thế. Nó tóm là cho mau. Như vậy thì có người, người ta cho mình là cái người như vậy là khùng cũng gì. Rất nhiều luôn. Tôi hành đạo mà người ta cho khùng thiếu gì. Cũng như cái sự vụ trọng, nhiều người không ai mà ngu không chăng. Tao mắng luôn hơi đó. Rồi còn cái cầu tôi bắt ngang sông, cũng lớn cầu gì, cái cầu vượt sông. Hồi đó đây chưa có cầu lớn, người từ thiện mà dám đứng vô bắt cái cầu ngang sông, vượt sông, cái cầu lớn không có gì. Thì chú sáng giờ đi chợ ở ngoài ngã tư á, đông lắm. Mắng tôi hơi một, nhỏ xíu hà. Mắng tôi nói là không ai mà ngu mà khùng công cái chân á. Tôi đâu biết gì chú. Trời ơi, cái cầu bạc tỷ mà đứng dân bắt. Mày ơi, bị gì không hiểu quý vị à. Mình xét tội nghiệp, đáng con, đáng cháu mình, đáng lẽ nó hỏi làm sao hay không? Ông năm, chú năm, cháu sao vậy, ông làm cầu gì? Đằng này dường như cái tánh này nhiều khi người ta có cái bực tức ở trong lòng á, sẵn rồi. Thành ra nó thấy tội nghiệp. Tôi ngộ nó, tôi quay trở ngược rồi, tội nghiệp không à? Hồi đó ai lỗi thì giận, ai chật thì ghét. Bây giờ ai lỗi thì thương, ai chật thì tội nghiệp. Màng ơi, chứ nếu như mình hồi xưa mình cũng vậy đó, mình không biết đạo vậy đó. Bây giờ mình biết rồi thì người ta chưa biết tội nghiệp. Bởi vì người ta chửi mà thấy nên tôi không giận mà tội nghiệp nữa. Nhưng ví dụ đó, ta la ở trong gia đình đây từ từ biết là con tôi, vợ tôi biết, rồi vợ sắp lần lần biết, rồi bây giờ hết không có nữa. Mà ngộ lắm, chửi xong rồi đó ha. Nói vậy mà tôi không giận trở ngược được, tôi không à. Nói thành ra vài ngày sau tôi mới dám là gần gũi rồi tôi bắt đầu tôi mới giải thích nghe. Để dù bị gì con đang giận tôi không có dám nghe. Như đứa cháu vậy nè, vợ hai bây giờ tôi có nền trống đó. Thằng con tôi làm cơ sở tôi đâu có làm nữa. Từ 7-8 năm nay thì quý vị là không còn lo việc gia đình gì hết. Mà chỉ lo đạo thôi. Tôi bà này với đứa con gái là ba thành viên ở đây nói thiệt quý vị là con cho nhiêu xài, nhiêu đi làm từ thiện hết, không có. Chứ không có bao giờ làm tính kinh doanh, tính gì hết, không có. Không còn tính gì kinh doanh hết. Buông hoàn toàn hết. Nhưng mà chỉ tôi biết. Nhiều người không biết, nói ông kinh doanh. Tôi nói ông tu mà vậy đó. Nhưng mà kể cái này thì cũng có cái thấy của người ta cũng đúng vậy. Nên mình không có phản ứng. Đối với tôi thì tôi tập bây giờ ai thích nghe thì nói, ai thích nói nghe. Nếu thí dụ như cái người cỡ nào, thấp cỡ nào, yếu cỡ nào mà lợi mà phản ứng được đúng rồi. Không bao giờ. Bởi vì nếu mà không phù hợp thì không nên. Cái pháp của Phật dầu cao quý cỡ nào mà nó đưa vào không đúng chỗ được cũng không nên nữa. Nên tôi tập là làm sao mà trở về cái an lạc là quý nhất. Sống trong an lạc là quý nhất. Nên đó là mượn cảnh là vui, không bị cảnh là buồn. Tất cả là phương tiện, tất cả là ơn, là thầy, là bạn hết. Mượn không có gì à, dầu ta nó câu nói gắt gỏng mà cũng mang ơn nữa. Tội nghiệp, nhờ vậy đó mà mình đó là nhiều khi cái sai trái mình, nếu có lỗi thì mình tập sửa, mang ơn. Mà nếu không có thì cái này mình tập với nhẫn. Biết đâu trong nhiều đời kiếp mình đang cái mang cái nợ này chưa trả, nay có dịp ta trả được. Nên thành ra cái xét lại nó rồi cái bắt đầu mình có an lạc được cái gì vậy, nó không có khổ. Như vậy thì ta mượn cái cảnh là ta chuyển qua cái tâm mình, mượn cái cảnh mà ta tiến được một bước nữa, thành ra không có gì buồn phiền hết. Nó lạ lắm. Nó thành ra cái nên nó nhiều sự việc đó, như đứa cháu đó lắm á, ai coi con tôi làm nó, tôi nhắc một chuyện đó.
chị về nó có ai phận vợ hai nhóm á, từ nó chửi tôi không ai cũng nói toàn con nhỏ chửi dữ tội nghiệp cháu mà chửi tôi dữ lắm, bị gì biết không, thằng con tôi làm cơ sở nó mà ý nó muốn làm gì đấy chứ không, thằng thường bồi vậy đích đáng là nó đi mà nó làm gì đó, nó chửi tôi kiếp chuyện chửi tôi mà tội nghiệp con tôi nó thấy nó sốt ruột thấy chửi tôi quá chửi á mà tôi đâu có giận ai coi chửi rồi nó bắt đầu sáng là cái tôi lên đằng giường á tôi bẻ bắt chuối nhiều quá đi cái đi ngang cái tôi kêu ông dâu nó cháu bắt chuối nhiều quá ăn cháu ông cho hai bắp con bắp bắp ăn cái nó cười mà mẹ chồng nó dòm thấy dòm tôi mà sợ tôi nó giấu cái vụ như vậy qua chửi chắc chịu chửi đó tôi cười tôi đi hà tôi chửi cho tôi không có buồn vì các phương tôi kể tự hoặc là sao sợ bắn giấu lại vậy cái tôi nói là cháu à ăn đi cháu đấy, chú ăn đi cháu tôi nghiệp nó hiểu ý tôi đó nó biết tôi không có giận giờ mới sao bắt đầu gặp là cậu cháu liền không tôi khó tập lắm quý vị à khó hành lắm không có đơn giản đâu nó cái hành đạo á bởi vì cái văn tự là tất nhiên là mình học kinh của Phật lời của ông Phật ông Thánh ông Tiên dù mình đã là hiểu biết rồi đó bắt đầu mình mới ứng dụng mà nếu không ứng dụng thì giống như đọc to thuốc mà không uống thuốc cầm to thuốc đọc hoài đọc mãi mà không uống thuốc thì đâu hết bệnh. Nó quan trọng là ở cái hành đạo. Thành ra hồi đó tôi dạy học tôi biết đó, tôi có đứng lớp tôi biết cái đứa mà nó giỏi đó có khi là mà tôi giảng bài nó chăm chú nó nghe nó hiểu xong rồi ngộ nó tôi theo dõi nó xong ngộ mà tới về nó không giật bài không thuộc lên kêu đọc bài không thuộc mà sao nó ngộ làm bài được tôi mới rút kinh nghiệm ra có đứa lại nó học thao thao học rành lắm vì học thuộc lòng là thuộc nhưng mà ý nó chưa hiểu nó hành không được nó làm không được bài là không được thì tôi mới kinh nghiệm là quan trọng là cái nghĩa bởi thầy dạy nó tìm hiểu nghĩa làm theo bắt đầu nó nếu cái thời gian mà có thời gian thì tôi trao đổi qua cái vấn đề cái bài mà cho mình nắm được trong nước cộng đồng nghe đó thì chia sẻ cái gì cái phần cái vấn đề cái nếu con người muốn hành đạo được á thì cái này trong đây nó hạ xuống một bước để cho cái nhiều người nắm bắt được đa số là còn cái nghi mà cái nghi thì không có cái tin con người có cái tin á thì có đức tin mới có hành đạo được nếu mà có thời gian không có thuốc vợ vậy thôi vậy thôi đi cái nói theo cái mục đó thì nó hơi dài bị gì nó qua cái giai đoạn nó bị gì nếu phá được cái nghi thì nó có đức tin mà trong khi cái trước khi là mình hành đà cái điều này đó thì tôi rút kinh nghiệm qua thì cuộc sống con người đó muốn vào đạo không có dễ mà hành đạo nó không có dễ chưa hiểu đạo nó bị một cái nghi rồi mà có vào đạo rồi nó còn có cái nghi nữa là hai phần trước tu và sau tu vì thời gian không có chứ có thời gian thì tôi cũng chia sẻ cái phần này bị gì cộng đồng mạng thì trong khi đó có nhiều người còn chưa nắm bắt phần này vậy thì tóm thấy không có nghi thì mình xin lỗi có nghi thì mình phải có vấn có dạ, vấn dạ, thì đó, có đó, đó có đáp thì mới thông nó có thông đó đúng rồi chính xác dạ vậy vì cái nếu cuộc đời người á mà nếu không là nghi mà không tìm á thì là không dám hỏi như cái là gì nói y rằng đó thì cả đời không có biết được thấy không nên cần phải có cái nghi vấn để tìm hiểu đó, thành ra cái vấn đề mà con người mà nếu bước vào đạo không phải đơn giản giai đoạn đầu tôi bây giờ tôi nói cái chưa tu đi nếu ai mà chưa tu thì thường thường có năm cái phần nghi là gọi là ngũ độn sự nó nằm trong cái ngu độn của cái gì bị gì chưa hiểu chưa biết chưa có duyên Phật pháp bây giờ nói tới đâu hay đó đi bây giờ cắt ngang cái phần này bây giờ là chưa tu thì cho những cái khoảng ai mà chưa tu đó thì dễ nó bắt phần này thì thường thường chưa tu thì có năm cái nghi cái nghi thứ nhất bởi vì trong cái phần mà là cái nói về đức tin đó là cái tin là mẹ đẻ công đức tin là căn lành trao quả qua tin thì thoát khỏi ngoại đạo tà tin thì tiến vào thiền định chánh tin thì hay thành Phật độ sanh nếu thành Phật là phải tin phải không vậy muốn thành Phật thì phải có đức tin như vậy thì bây giờ đi vào trong cái để phá cái nghi thì cái phần năm phần nghi của người chưa tu năm phần nghi phần người chưa tu thì thường thường á là cho rằng không có nhân quả báo ứng phải không vậy thường thường cho là không có quả nhân ứng rồi nghi thứ hai là gì
là nói không có luân hồi chuyển kiếp. Nghi thứ ba là gì? Là nói chết là hết, là mất, là phá vô thần. Đó đó, cái đoạn đó đó. Và cái nghi thứ là tư, là nói không có Phật, không tin Phật đó. Và nghi thứ năm là coi như không có cái sự mà xem xét của thần thánh. Bây giờ nói năm phần nghi được kịp không? Nếu không kịp thì rút còn gọn, nói gọn thôi. Mời cứ nghi nhưng nói năm thôi, thấy không? Thì cái nghi thứ nhất, trả lời nghi thứ nhất là thường thường thì nói không có nhân quả báo ứng, mà thực tế thì bao nhiêu có nhân quả báo ứng. Mình thường thường thì mình nói đó là nhân quả báo ứng không đó. Đó như cũng như là nhiều sự vụ lắm. Nó cũng như cái đứa cháu tôi nó bị ví dụ mà nó có nghe nó kể là nó con nhỏ này em của nó. Ai coi cái là trong con chuột vô trong nhà nó quạo giận con chuột mà sanh ra một cái lỗi gì. Nó bắt nó giết anh sao đằng này nó mai đít lại. Con chuột nó túng nó chừng túng nó đau khổ lắm. Như vậy thì lạ lùng có thời gian sanh đứa con ra mà không có hổ môn. Buộc lòng bác sĩ phải vùi một lỗ nhỏ để mà nhưng thì không có hoạt động được, kiểu đó đó. Vẫn sống, năm nay vừa 11, 12 năm rồi. Năm nó 9 tuổi, kể tôi nghe 9 tuổi. Ốm lắm ốm, bị gì chỉ đổ sữa vô nhọt giọt sống, nhiễu sữa liền liền, nhiễu sống. Mà không có lớn như ăn được đâu mà sống, đâu có ăn được bình thường. Quý vị thấy không? Là báo ứng nhận tiền đó. Đó là sự báo ứng. Mình nói theo đơn giản một nhãn một việc thôi, chứ nhiều việc quá thì nó dài dòng. Nó thì bây giờ tới cái phần mà luân hồi. Thì luân hồi á, bởi vì thời gian nó có tôi kể nhiều việc lắm. Là càng cháu bà này nè, là cái vụ quý vị nghe là cái vụ nhảy núi đó. Nó tên là Lan Nhân chứ không phải Lan Nhôm. Vì trong cái giấy tên thật sự là nó là Lan Nhân. Hồi đó thường thường hồi đó có vô đây nè, nó làm từ thiện con trai đó. Vô đây nó ưa kiếm cây này cái kia làm từ thiện, làm gò, ở làm đóng hộp rồi có đi vô đây nữa. Thì thời gian nó quen cái con Phượng ở dưới Hậu Giang á. Thì quý vị chứng nhận nắm phần này có biết không? Cái phần đó hồi đó hai đứa nhảy núi chết á. Nó lạ có một điều là hai đứa nó buồn tình khi mà không thống nhất của bên đàn gái. Anh hai tôi có đi xuống cày cưới nữa mà cái giàu không gả. Hai đứa nó buồn quá mà nó lên trên núi thì nó cột dây quý vị, lấy dân giọng ta đó. Bắt đầu dây quán người ta bán, hai đứa nó cột dây và nó cứ viết thơ để lại. Để lại thì bên đây có số điện thoại của anh hai tôi gửi về. Rồi bên khi chết đó, nhảy núi rồi cái có gửi về. À, rồi bên kia có nữa. Thì khi lên tới trển á, mình kể gọn gọn mau đi. Thì lên trên trển thì trên núi á, đắp cách đây lâu rồi quý vị, cũng mười mấy chục năm rồi. Bây giờ thằng đó là tu rồi, thằng cháu tôi đó. Thì nó bắt đầu lên chảnh ảnh, là cũng lên chảnh anh kia lên chảnh, hai người gặp nhau tội nghiệp. Anh kia thì vẫn còn giận con, gặp con biết con mình rồi bỏ về. Như vậy thì chính quyền mới hỏi vậy cái anh hai tôi vậy trường hợp về tính sao. Anh nói bây giờ anh kia về thì tùy theo quý vị tính sao tính. Như vậy thì bên thập đỏ ta lại nhận thì bây giờ là căn cứ theo cái lời ghi chúc của nó là coi nó có để chỉ vàng với mấy trăm ngàn đó, thì bây giờ mua đồ và mà tấn liệm nó kêu kiếm hồng thí á, hồng từ thiện á, thì chôn cất cho nó hai đứa chung. Thì cuối cùng có mấy ngày cái gì, cái chuyện này mà người ta ảnh không tin á, bởi mộng có nhiều mộng, mộng thật và mộng giả, mộng đó là chân và mộng. Có khi mình mà ước mơ quá đó, mộng đó là không đúng. Dạ, mình nói tóm gọn cho mau đi. Còn này mộng thật mà ảnh không tin, ảnh tưởng mộng kia. Anh nói ôi, nó báo mộng nói tôi đã chuyển kiếp rồi, con chuyển kiếp là tại nhà chỗ nào nào đó. Bây giờ sanh ra là con đó, là rồi em của con là con Phượng, bây giờ em của con là sanh đâu cái gì. Mà là một điều hồi đó nó nhảy núi chút nó chết ha, cái đầu bể cái này nè. Như vậy thì bác sĩ mà khám tử thi đó, là chôn đó, là mới lạ lùng một cái đó. Là nó báo mộng mà anh không tin là không lên, nó cho hai trước mà. Nó ngộ lắm, cái làm như cái trường hợp này mình không hiểu được tại sao mà có mấy ngày mà nó chuyển kiếp được đó. Nó cho hay mà. Thì vậy đó, con chị chuyển kiếp nhà chỗ nào nào đó. Con bây giờ là con là anh mà con Phượng là em vậy đó. Hai đứa trên đầu. Mà thằng này thì nó bể đầu hôm nay thì về bác sĩ nó khám tư thi rồi thì nó lạ lùng một cái đó. Ngon kia thì nó chiếc cái như này nó có lần đây. Thì khi chết thì bác sĩ kiểm xong rồi tới chừng nào mà sanh hai đứa đó là nó sanh khó.
Thành ra ở đó mới chuyển Chi Tôn. Mà Chi Tôn ông này cũng làm bác sĩ đó nữa. Ngay ông sanh luôn. Ông nói lạ lùng vậy, tại sao mà hai đứa này sanh ra, đứa này sanh ra tới đứa kia trong hịch cái hai đứa mà nhảy núi vậy? Vì hiện tượng đó cái dấu thẹo nó bên đây là có thẹo y răng luôn. Còn con nhỏ kia thì có cái lằn thẹo này y răng luôn. Ông nói chuyện là khả nghi quá mà ông bác sĩ không dám nói. Như vậy thì thường thường trong kinh để quý vị là người chuyển kiếp người đều biết được 3 tháng. Ít có người biết được 3 hoặc 5 tuổi. Trường hợp đứa cháu tôi là nó biết được 5 tuổi. Nó thì 5 tuổi bắt đầu là nó kêu ông cha nó đó, ông cha mới rồi, ông già đó. Đi về chỗ ấy đặng tôi thăm cha mẹ cái chú tôi. Nó kêu hoài mà cha nó không chịu, ông già sau này không chịu. Nhưng cuối cùng nó quậy quá thôi, bây giờ ông nói bây giờ ta không biết, nó tôi còn xe ông chở chỉ đường. Ông chạy nghỉ Thốt Nốt đi. Mà từ trên núi về Thốt Nốt tức ngang chỗ ấy. Chỗ ấy mới tới Thốt Nốt. Đó, thì tới chỗ nó kêu quẹo vô. Quẹo vô có tới nhà nó kêu quẹo vô. Thiệt quý vị, quẹo vô. Tới vô nhà nó biết không còn số một ai hết. Nó còn nói là tôi còn gửi lá thư thơ công phượng mà chưa có gửi, còn nằm vô trong nhà lấy luôn. Còn dòng họ tới biết không còn sót một người. Mà tánh đó nó y vậy tính tình. Gì lạ không? Đó. Cái vậy thì tới sau này bắt đầu ngộ cái duyên nó hằng la nhân nó tu vẫn tu à. Mà còn có con kia nó không tu cái gì. Nó là cái nhân duyên đấy. Tôi nói kể đẹp kế bên này, cháu tôi nè. Đừng ai xa lạ. Mới hôm rồi nè. Là ông lùng với tôi có cái duyên là tôi mà là giúp cho cõi âm tu nhiều lắm, ngộ lắm, nó lạ lắm cái gì, cái tin mà được. Thì cháu tôi nó chết đây là 20 năm, hơi trên 20 năm. Thằng cháu con ba tôi này bắt theo cái bên cách bực cái bên. Vậy thì hồi đó tôi đi núi ra, cái nó nhập vô một người, mượn sao một người, nó mượn tôi quy y, tôi đâu biết, nhập vô nó chú Năm, con nhân chú Năm nó coi, nó nói đâu có chú Năm. Chú đi núi chú sẵn chú quy cho con là con tu chú Năm mà. Con ham tu lắm. Bây giờ hồi đó con không có tu. Bây giờ con ham tu nữa. Tu gì là con cứu ba má con nấu dịch không à. Nấu dịch. Nó bị cha mẹ nấu dịch. Tội nghiệp nó gắn tu đủ đức gì nói cha mẹ con. Cái hôm rồi đó, trong năm rồi nè. Ngay chân ngày đám dỗ của nó. Quý vị ngay đám dỗ của nó nhập vô má nó. Ghê quý vị. Cái bắt đầu con nhỏ con dâu út của ảnh qua kiếm tôi. Nói kiếm bà này nè, gặp nè, không có tôi, nói hỏi có chú Năm nhà không? Sao anh ba tôi mận diện chết lâu mận nhập má tôi? Bà này kêu mà tôi qua. Tôi qua bệnh thiệt. Chị ba tôi đang bệnh, bây giờ còn bệnh cái gì? Là yếu, không đi mạnh giỏi được. Mà ngộ đang nằm tôi qua, tôi tính hỏi chị ba rồi, đang nằm. Cái gặp tôi qua là bất còn dữ lẻ lắm. Y chân cái tính thằng chân đó, bất còn lẻ lắm. Chú Năm, con nhớ chú Năm, trời ơi, nó sao vụ này? Nó đâu có chú Năm. Con tu mà chú nhớ không? Chú nhớ không? Hồi đó chú ở trên núi không? Tàu nó kể tôi hết hồn cái gì, cái chân cái gì? Cái tôi quảng hồn bởi vì mình đâu biết hả? Mình nói tôi đâu ai biết, cái người thứ hai biết đâu. Nó nói gì chú có chân, tôi nói có. Cái nó nói chú Năm ơi, con tu bữa nay con mới phép đi phép gì đó, con là về chứng đám dỗ của con. Con về dưỡng chút rồi chú Năm mà, chứ đâu phải mà lên xuống đâu chú Năm có. Mà thiệt cái gì? Xong rồi nó tôi giả đi. Chút xíu à. Quý vị ơi, bởi vì người nó cho lưng hồi chỉ không có. Hoàn toàn có, nếu mà nhiều sự vụ tôi có thời gian tôi kể nhiều vụ cũng vậy. Tôi là quy rất nhiều cái âm luôn. Mà nó thú nữa đó, thú tôi cũng quy luôn. Để người ta không hiểu á, thì có nhiều là vị đồng đạo không tin. Thật sự ra thầy nói đó, dù tiên là có trời không quý vị. Mà nó còn gọn cho mau ha, phàm là mình nè. Ma thí dụ chết qua âm qua ma không quý vị. Mê là qua ma, ác qua quỷ, phải không quý vị. Mà nếu ngu si, ngu muội quá qua súc sanh. Như vậy thì hôm nay là thời kỳ ân xá của Phật, kỳ đại ân xá bây giờ, thời kỳ này nè. Như vậy là dầu tiên, phàm, ma, quỷ, súc sanh, cứ nhất tâm tính là tính, nguyện hàng ngày phát nguyện và hành có hành đạo. À, tính nguyện hành được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Như vậy thì thời kỳ này thời kỳ ân xá. Đây là đợt âm sát. Như vậy mới được cái vụ mà mới dễ cái này đây. Ở thời kỳ là Hạ Quân trời Phật xá tu mà. Ừ. Dạ phải không? Nó đây là một cái thời kỳ mà mình hết sức là nên nghiên cứu lại. Dầu cho tội bao nhiêu
mà hôm nay ta giác ngộ tu rồi thì cái khoản nợ ấy, nghiệp ấy nếu trả không kịp thì tiếp tục sau hành đạo xong đạt rồi sau trả không phải giật được, nhưng mà được quản lại, dẫn được về cảnh giới an lành của Đức Phật rồi tiếp tục tu nữa. Tiếp tục khi mà thành đạt được rồi đó, bắt đầu mới học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cuốn giới chúng sanh.